một ít người, dần dần lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Sắc trời đã dần dần tối tăm lên. Ngày này, liền sắp đi qua. Nhưng mà kia kết giới, lại là không còn có xuất hiện qua bất luận cái gì thân ảnh. Theo kia càng thêm mãnh liệt dao động, không ít người đều là kinh sợ về phía sau thối lui. Sợ chính mình bị rào nhập kia loạn lưu bên trong. Này cũng ý nghĩa kết giới, thật sự muốn đóng cửa. Làng lãng rốt cuộc ngồi không yên, rộng mở đứng lên nhạc tiểu đường một phen giữ chặt hắn ngươi muốn làm gì xem lang lãng kiên quyết thần sắc nàng trong lòng căng thẳng ta đi xem tình huống của hắn ngươi nói đến này lại do dự nàng một người tại đây quả thực là bầy sói hoàn hầu vạn nhất phượng mặc trở về phát hiện hắn làm ném nhạc tiểu đường làm sao bây giờ mà liền ở hắn do dự thời điểm mặt sau kết giới rốt cuộc phát ra một tiếng kịch liệt tiếng vang oanh hắn sợ hãi cả kinh, lập tức quay đầu lại nhìn lại. Lại là đã chậm, kia ghét giới xuất khẩu, đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh hợp nhau tới. Cường đại năng lượng lốc xoáy, cơ hồ đem ngọn núi phía trên loạn thạch toàn bộ thổi quét mà đi. Làng lãng trong lòng cũng theo bị này cuồng phong cuốn lạc cục đá giống nhau, đột nhiên trầm xuống. Phượng mặc, này kết dưới đóng cửa, mà hắn còn ở bên trong. Trung quanh không ít người thấy vậy đều rốt cuộc tuyệt vọng nhắm hai mắt lại còn có một ít bắt đầu khóc hào lên làng lãng cả người đều ngốc giờ khác này phảng phất cái gì đều nghe không được cái gì cũng đều nhìn không tới bên cạnh với da người không ngừng muốn xông tới chất vấn mà cổ um tùm cũng đầy mặt điên cuồng thét chói tay còn có một ít thấp thấp nức nở cùng khắc khẩu toàn bộ ngọn núi phía trên một mảnh hỗn loạn làng lãng trong đầu lại cái gì đều không có chỉ còn lại có trống rỗng nhạc tiểu đường thấy hắn như vậy kêu hắn hai tiếng thấy hắn không phản ứng rốt cuộc đi lên cắn cánh tay hắn một ngụm lăng lãng rốt cuộc hoàn hồn theo bản năng nhíu mày rồi sau đó hung hăng vung tay lên nhạc tiểu đường không cảnh giác lập tức bị hung hăng quăng đi ra ngoài trên người lập tức bị bén nhọn cục đá vẽ ra vài đạo khẩu tử mà ở trong thân thể cũng là bị lăng lãng này vung mà đã chịu một ít đánh sâu vào nàng mày một thốc hít hà một hơi Làng lãng lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì, vội vàng tiến lên, ngươi không có việc gì đi. Ta, ta không phải cố ý, ta nhạc tiểu đường lắc đầu, không có việc gì. Nàng đương nhiên biết, hắn là ở lo lắng vượng mặt. Lúc này trên người nàng điểm này tiểu thương, lại tính cái gì? Nàng đứng lên, cũng nhìn về phía kia kết giới. Này một lát thời gian, khi cuồng bạo năng lượng cũng đã dần dần thu liễm mà nàng cùng lang lãng tâm lại cũng là càng ngày càng trầm đương hết thảy đều dừng lại thời điểm chính là kia kết giới hoàn toàn phong bế thời điểm mà tới rồi lúc này phượng mặc còn không có bất luận cái gì tin tức lại nên làm cái gì bây giờ suy bỗng nhiên một đạo mãnh liệt năng lượng bỗng nhiên từ kia sắp khép lại kết giới phía trên truyền đến cơ hồ tất cả mọi người là cả kinh rồi sau đó lập tức dừng lại động tác đồng thời nhìn lại lại đang có vài đạo bóng người chính vượt mọi trông gai cường thế lao tới lăng lãng trong lòng vừa động xem này trận thế rõ ràng không phải giống nhau cường già hắn bỗng nhiên lại sinh ra vài phần hy vọng hắn là biết hiền viên đêm đi thời điểm là ở phượng mặc bên người an bài người tuy rằng hắn vẫn luôn không có gặp qua càng sâu đến kỳ thật liền đối phương tồn tại đều không có cảm nhận được quá nhưng là kia dù sao cũng là hiên viên đêm an bài ở phượng mặc người bên cạnh đương nhiên không có khả năng là bình phàm hạng người cho nên hắn trong lòng hy vọng cuối cùng kỳ thật chính là những người này nếu là phượng mặc thật sự gặp nguy hiểm không biết những người này hay không có thể giúp được hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cẩn thận siêu tầm cái kia hình bóng quen thuộc mà mấy người kia cũng rốt cuộc hoàn toàn ra tới bên cạnh thậm chí còn mang theo kịch liệt năng lượng lốc xoáy có thể thấy được này cuối cùng ra tới tiêu phí nhiều ít sức lực mà bọn họ cũng là cỡ nào cường hãn nhưng mà lăng lãng thần sắc lại là ở nhanh chóng nhìn quét một vòng lúc sau nhanh chóng trở nên u ám không có phượng mặc này vài người tuy rằng đều một thân hắc y mang theo mũ choàng nhìn không tới dung mạo nhưng là đều thân hình cao lớn khí thế nghiêm nghị mang theo một cổ tử người sống chớ tiến huyết tinh hơi thở làm người nhìn thôi đã thấy sợ một ít nguyên bản muốn tiến lên người, rồi nổi dừng bước chân. lăng lãng lập tức liền xác định này mấy cái khẳng định chính là đi theo bảo hộ phượng mặc mấy người kia. trong thiên hạ trừ bỏ hiên viên đêm, ai còn có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy cường giả vào sinh ra tử nguyện trung thành. nhưng mà này vài người bên trong không có phượng mặc, hắn cũng không rảnh lo cái gì, tiến lên một bước âm thanh lạnh lùng nói phượng mặc đâu. trong đó một người ngẩng đầu nhìn lăng lãng liếc mắt một cái lăng lãng chỉ cảm thấy như là một cây đao từ chính mình trên người thổi qua đối phương không nói chuyện lăng lãng ngừng thở ta hỏi lại một lần phượng mặc đâu lúc này đây đối phương rốt cuộc con mắt nhìn lăng lãng một lần hắn trong lòng lộp bộp một chút không tự giác nắm chặt nắm tay lăng ra lăng dùng trời trong tay thưởng thức hai cái đông trâu có chút vẩn đục đôi mắt thấy không rõ cảm xúc thiên tộc bên kia trong khoảng thời gian này chính là truyền ra cái gì tin tức hồi gia chủ từ lần trước chuyển lại quá thiệp mời thiên tộc người, đó là không còn có cái gì động tác. Nhìn dáng vẻ, nhưng thật ra thiệt tình muốn tổ chức một lần gia tộc đại hội. Nga, lăng dùng trời ý vị không rõ cười cười, ngay sau đó đứng dậy. Một khi đã như vậy, như vậy, chúng ta tự nhiên là phải hào hảo đi xem, thiên tộc ngần ấy năm, rốt cuộc biến thành bộ dáng gì. Là, đông phương gia tộc, gia chủ đã tính toán nhích người. Đồng Phương Hàn hy tay, chậm rãi từ một con thần thú trên đầu phất quá, thần sắc đạm mạc còn mang theo vài phần không chút để ý, là. Gia chủ dặn dò, ngài ở vội xong nơi này sự tình sau. Cũng mau chóng đi trước. Đồng Phương Hàn hy động tác một đốn, khóe miệng giật giật. Nhiều năm như vậy, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên như vậy để bụng chuyện của ta. Dù sao cũng là thiên tộc gia chủ hẳn là cũng là muốn làm tốt lẫn nhau quan hệ mới có thể như vậy đi hạ nhân một câu lại là làm Đông Phương Hàn Hy bật cười. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, này thiên hạ, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào vì các loại nguyên nhân trở thành bằng hữu chỉ có tiên tộc là quyết không có khả năng. Có lẽ là bị hắn ngữ khí kinh sợ hạ nhân không hề ngôn ngữ, chỉ là kính cẩn chờ. Rốt cuộc đông phương hàn hy xoay người. Đem lan tịch cũng mang lên, nàng trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, nếu là nhìn thấy người nọ tâm tình hẳn là là sẽ tốt một chút. Hạ nhân vội vàng ứng. Việt gia. Lúc này đây khó được cơ hội, gia chủ chúng ta có phải hay không kêu lên thiếu gia. Bất luận kẻ nào không chuẩn đi xem hắn. Làm hắn hào hào đóng cửa an nan. Là, cái gì thiếu gia, liền như vậy trường hợp cũng chưa tư cách đi. Thật là Việt gia chê cười. Nồng đậm linh lực bay tới tụ đi, đại điện phía trên, một mảnh an tĩnh bên cửa sổ một đạo cao dài thân ảnh một thân màu đen cầm y chỉ là một cái bóng dáng vẫn như cũ thanh quý vô song càng thêm thanh lãnh tôn quý quân thượng khoảng cách thiên tộc gia tộc đại hội còn có không đến nửa tháng thời gian ngài xem hay không muốn nhích người đi trước một lát trầm thấp yêu nhã thanh âm vang lên truyền lệnh đi xuống lầm viễn đám người lưu thủ xích một trạch nhĩ từng người xuất lĩnh hắc sát tam đội cùng năm đội cùng đi trước mặc tư có chút khiếp sợ Quân thượng cư nhiên xuất lĩnh như vậy chính thức trận trưởng. Đây là muốn làm cái gì? Nhưng là lại cũng không dám phản bác, lập tức khom người, là, Lâm rời khỏi thời điểm, lại là vô tình nhìn đến quân thượng chỉ gian dường như trang là hỗn loạn thứ gì, hắn không dám nhiều xem. Lại là lập tức rời đi. Già tới lúc sau, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, lại là đột nhiên cả kinh cái kia đồ vật, nếu không đoán sai nói. Tựa hồ là túi gấm hắn là biết kia túi gấm, ở quân thượng trở về lúc sau, hắn đó là nghe Lâm Viễn giảng qua chuyện này, trong lòng cũng là có chút thổn thức, không nghĩ tới quân thượng nhiều năm trước vật cũ. Lại là từ tiên tộc cầm trở về. Nga không, phải nói là, bị đối phương cầm rất nhiều năm, rốt cuộc đưa còn trở về. Kia đồ vật là quân thượng chính mình thừa nhận, thật là hắn đồ vật tuy rằng không biết vì sao sẽ ở thiên tộc người trong tay, nhưng là bọn họ lén thảo luận thời điểm. Đều cảm thấy kia đồ vật tự hồ tới có vài phần kỳ lạ kia túi gấm, rốt cuộc là ai cầm. Hơn nữa, có thể hỗn loạn ở kia thiệp mời bên trong cùng đưa tới bọn họ không có tiếp tục cái này đề tài. Nghĩ đến mới vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, kia thon dài đầu ngón tay hỗn loạn túi gấm cảnh tượng, hắn trong lòng nhảy dựng, không dám nghĩ tiếp. Tổng cảm thấy, lúc này đây đi thiên tộc không đơn giản như vậy. Vì thế, nhìn như nhất phái bình thản dưới, các đại gia tộc người, đều là đã xuất phát đi trước U Minh Hải đáp ứng lời mời tham gia thiên tộc gia tộc đại hội. Tứ đại gia tộc chi gian quan hệ vi diệu, lúc này đây, toàn bộ xuất động, kỳ thật lẫn nhau cũng đều là biết đến. Cho nên, khó tránh khỏi là mang lên vài phần mặt khác tâm tư. Ai đều có dã tâm, ai đều góp bình thản lâu như vậy, có lẽ cũng là thời điểm quấy một phen phong vân. Này thiên hạ, là ai càng tốt hơn, cũng cũng còn chưa biết. Trong thiên hạ đứng đầu nhân vật đều vào lúc này, sôi nổi hội tụ lên nhưng mà ở ai cũng không biết địa phương một mảnh trong bóng tối đang có một cái ánh huỳnh quang huyễn màu cái kén ở yên tĩnh ám dạ bên trong lập lòe nhàn nhạt quang huy kia mặt trên quang một cường một nhược phảng phất người hô hấp giống nhau quy luật đến cực điểm mà an tĩnh huyền phù ở nơi đó chung quanh vô cùng an tĩnh phảng phất kiên cổ tới nay đều là như thế bộ dáng loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong tựa hồ có một đạo hình dáng tinh tế tinh xảo mà cường đại nàng sắp tỉnh lại. Trường 405 có Mỹ một người. Quỷ vực ở ngoài, ngọn núi phía trên, đã từ một tháng trước náo nhiệt trở nên vô cùng quạnh quẽ. Gió nhẹ vất quá, một mảnh trống vắng đỉnh núi phía trên, động tĩnh gì đều không có. Chỉ có rất nhỏ quần áo bị phất động thanh âm, phá lệ rõ ràng. Vài đạo bóng người, đều ở kia mặt trên, an tĩnh chờ đợi nhạc tiểu đường ngồi xếp bằng, thần thức tác động thân thể trong vòng linh lực chậm rãi lưu động. Không ngừng ôn dưỡng kinh mạch cùng cốt cách. Ẩn ẩn, nàng có thể cảm giác được đan điền trong vòng linh lực tích góp càng ngày càng nhiều. Nàng tâm niệm vừa động bỗng nhiên cảm giác linh đài bên trong như là có thứ gì ở đánh. Nàng quen thuộc như vậy cảm giác đây là sắp đột phá dấu hiệu. Thật vất vả chờ đến giờ phút này, nàng trong lòng không kịp vui mừng, đó là lập tức nhắc tới tinh thần, đem tâm tư đều tập trung lên rồi sau đó càng thêm tiểu tâm cẩn thận lôi kéo năng lượng ở trong đan điền hội tụ lên. Kia nguyên bản có 8 căn gai nhọn linh hoàng chi tinh chậm rãi biến ảo, dần dần sinh ra thứ 9 căn gai nhọn. Càng thêm tinh oánh dịch thấu. Thân thể của nàng như là một khối thật lớn bọt biển giống nhau, điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng rồi sau đó toàn bộ biến thành lực lượng của chính mình. Dần dần nghĩa rộng tới rồi trong đan điền chung quanh một mảnh an tĩnh, nàng thần tức nội coi, có thể rõ ràng nhìn đến kia mặt trên thứ chín căn gai nhọn, rốt cục là chậm rãi trường ra tới. Răng rác, trong óc bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang thanh thúy. Nàng bỗng nhiên cảm giác được thân thể như là bị đả thông khớp xương giống nhau, trở nên vô cùng thoải mái. Những cái đó năng lượng nháy mắt lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ vọt tới. Mà nàng lại không có bất luận cái gì không khỏe, chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng thoải mái nàng đột nhiên mở to mắt, chung quanh mặt đất chỉ một thoáng chấn động một chút. Mà nàng gần chỗ thậm chí còn xuất hiện từng đạo cái khe. Đó là bởi vì thăng cấp mà sinh ra thật lớn năng lượng tràn ra tới tạo thành kết quả. Nàng đôi mắt phá lệ sáng ngời, như là ngọn lửa giống nhau nhảy lên hương phấn cùng vui sướng quang mang. Đang ở một bên nghỉ ngơi lăng lãng, nghe tiếng tựa hồ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên vài phần vừa lòng không thể không nói, nha đầu này ngộ tính vẫn là không tồi. Hắn chỉ là chỉ điểm một chút nàng cư nhiên liền thuận lợi đột phá, hơn nữa là như thế này mau tốc độ. Theo lý thuyết như vậy thiên phú, nói chung, ở cái này tuổi cũng nên là nhị tinh linh tông, chính là nhạc tiểu đường hiện tại mới đạt tới cửu tinh linh hoàng, lăng lãng trong lòng có chút nghi hoặc. Lại cũng vẫn chưa mở miệng dò hỏi. Rốt cuộc đây là nhân gia việc tư, hắn tuy rằng xưa nay có chút bất cần đời ý vị, nhưng là nhưng cũng biết nói đúng mực. Nhạc tiểu đường mở to mắt, đôi tay nắm chặt thành quyền, rồi sau đó đó là lập tức nhảy dựng lên, có chút tò mò mà kích động hoạt động thân thể, mơ hồ còn có thể đủ nghe được một ít răng rác thanh. Cảm thụ được thân thể trong vòng đầy đủ năng lượng, khóe miệng nàng nhịn không được lộ ra một tia sáng lạn tươi cười. Rồi sau đó, nàng đó là hướng về phía lăng lãng cười nói, ta đột phá. Lăng lãng cười cười, tự hồ không để bụng, này cũng không phải cái gì đại sự, đáng giá như vậy cao hứng. Nhạc tiểu đường dùng sức gật đầu kia đương nhiên, vừa nói, một bên còn có chút tò mò chém ra một đạo linh lực. Oanh! Cách đó không xa vách núi phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn nắm tay ấn ký. Khóe miệng nàng tích cười càng sâu, liền khóe mắt đuôi lông mày đều dơ lên lên. Có thể thấy được tâm tình thật là phi thường hảo. Thật tốt quá, ta rốt cuộc lại biến cường một chút. Làng lãng thấy nàng bộ dáng này, nhịn không được trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, liền cố ý nói, ngươi đột phá, chẳng lẽ không ứng tới trước cảm ơn ta sao? Nếu không phải hắn thẳng đến, kia nha đầu khẳng định không như vậy thuận lợi đột phá. Nhạc tiểu đường tiện lợi tức quay đầu nhìn hắn một cái, thần sắc hơi liễm, rồi sau đó nghiêm túc khom lưng, đích xác muốn đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta khẳng định là sẽ không như vậy mau đột phá. Làng lãng nguyên bản chỉ là trêu chọc thấy nàng cư nhiên thật sự như vậy nghiêm túc khom lưng nói lời cảm tạ. Ngược lại là cảm thấy có chút không quá tự tại lên, ho khan một tiếng, nói, hụ kỳ thật cũng không có gì, kỳ thật ngươi thiên phú không tồi. Chỉ cần ta hơi thêm chỉ đạo, ngươi có thể thăng cấp. Kỳ thật cũng là thực bình thường. Hiện giờ tiến bộ, kỳ thật cũng là chính nàng nỗ lực kết quả tuy rằng chỉ là một cái tám tinh linh hoàng nga không hiện tại hẳn là cửu tinh linh hoàng nhưng là kia phân kiên trì tâm tính lại thật là làm lăng lãng có chút lau mắt mà nhìn ngay từ đầu cho rằng bất quá là cái chỉ biết bị người khi dễ rồi sau đó cậy mạnh nha đầu này một tháng thời gian xuống dưới hắn nhưng thật ra đổi mới không ít nhưng mà nhạc tiểu đường lại vẫn như cũ vẫn là nghiêm túc nói tạ ngẩng đầu thời điểm tươi đẹp thuộc về thiếu nữ gương mặt thượng còn mang theo vài phần không thể giải thích nghiêm túc không, vô luận như thế nào, ta đều là muốn cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta khẳng định sẽ không như vậy nhanh chóng đột phá. Mà phía trước cũng thật là ít nhiều ngươi chiếu cố. Ta mới có thể thuận lợi tồn tại. Nhìn lăng lãng tự hồ có chút không được tự nhiên gương mặt nhạc tiểu đường do dự một chút tiếp tục kiên định nói, chỉ có trở nên càng cường một ít ta mới sẽ không trở thành phượng mặc liên lụy. Lăng lãng ngẩn người, nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng trong lòng còn nghĩ như vậy một tầng bất quá kỳ thật này cũng có thể lý giải. Phượng mặc tên kia thân phận vô luận nàng có biết hay không đều không thể bình phàm, mặt sau đối mặt sự tình chỉ biết trở nên càng thêm khó giải quyết, khả năng sẽ lâm vào khốn cảnh cũng sẽ càng thêm khó có thể ứng phó. mà như vậy dưới tình huống nếu thật sự tại chỗ ngưng lại như vậy mới thật sự sẽ trở thành hắn trói buộc. chỉ là xem nha đầu này bộ dáng giống như thật là không biết phượng mặc thân phận thật sự a. À lăng lãng trong lòng bất đắc dĩ thở dài trên mặt lại là hiện lên vài phần tán thường tươi cười không tôi tiếp tục kiên trì nhạc tiểu đường lần thứ hai dùng sức gật gật đầu rồi sau đó nàng nhìn về phía kia kết giới phương hướng trên mặt tươi cười thay đổi vì lo lắng chi sắc hắn còn không có ra tới sao lúc này đây vì đột phá nàng đã ba ngày không có chú ý quá chung quanh tình huống lăng lãng thần sắc cũng là trở nên có chút trầm thấp chờ một chút nhưng mà những lời này lại là không có thể làm nhạc tiểu đường trở nên an tâm trên thực tế những lời này nàng này một tháng qua đã nghe xong vô số lần ngay từ đầu thời điểm nàng tuy rằng biết này quỷ vực kết giới một khi đóng cửa lần sau mở ra nhất định phải chờ ba năm nhưng là trong lòng đối phượng mặc lại có vạn phần tin tưởng cảm thấy hẳn là sẽ không có chuyện gì cho nên liền vẫn luôn cùng lăng lãng tại đây đỉnh núi phía trên chờ nhưng là một tháng thời gian trôi qua, nơi đó mặt trước sau là không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng kia nguyên bản liền không có cái gì căn cứ tin tưởng. Rốt cuộc bắt đầu dao động lên kỳ thật nói đến cùng, Phượng mặc hiện tại kỳ thật cũng bất quá là bốn sao linh tông đỉnh A. Như vậy nhiều năm sao linh tông, thậm chí là lục tinh linh tông đều bị vây chết ở bên trong, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, cũng là đều không hề dãy sụa chi lực, nàng dựa vào cái gì liền cảm thấy. Phượng mặc chính mình nhất định có thể ra tới đâu. Đúng vậy, hắn hiện tại vẫn là chính mình một người đâu. Tuy rằng trên mặt không nói, nhưng là trong lòng lại là đã bắt đầu nghiêm trọng lo lắng lên hơn nữa nàng cũng nhìn ra được tới. Lặng lãng cũng là giống nhau tâm tình. Hắn ngay từ đầu thời điểm còn vô cùng kiên định chờ đợi mà hiện tại ngay cả nhạc tiểu đường đều có thể nhìn đến hắn đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên không xác định. Nhìn kia đã hoàn toàn khép kín kết giới, nhạc tiểu đường trong lòng càng thêm bất an, phượng mặc hắn thật sự có thể ra tới sao? bọn họ ở chỗ này chờ đợi, rốt cuộc phải chờ tới khi nào? Chẳng lẽ, hắn vẫn luôn không ra, bọn họ cứ như vậy ở bên ngoài chờ đợi ba năm sao? Nàng đều không phải là là không nghĩ phải đợi, chỉ là cảm thấy ba năm thời gian không khỏi lâu lắm, ai biết phượng mặc ở bên trong còn sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Một tháng thời gian, đã cũng đủ lâu rồi. Còn như vậy đi xuống, ngay cả nàng đều không xác định phượng mặc có thể hay không an toàn vô ngu ra tới nhìn đến trên mặt nàng lo lắng cùng lo âu, lang lãng làm sao không phải giống nhau ý tưởng. Hắn tay không tự giác nắm chặt thành nắm tay, đôi mắt gàng thêm gắt gao nhìn chằm chằm kia kết giới. Này một tháng, hắn mỗi ngày đều đang không ngừng khuyên giải an ủi chính mình, phượng mặc nhất định có thể ra tới, rốt cuộc hắn trên người chính là có thần hỏa. Hơn nữa, hắn còn có khế ước thần thú, thượng cổ màu cánh điểu không phải sao quan trọng nhất một chút hắn là hiên viên đêm người nếu là thật sự ra chuyện gì hiên viên đêm sao có thể sẽ thiện bãi cam hiu hắn trên người hẳn là có phòng ngự cùng thoát vây đồ vật đi nhưng là theo thời gian trôi đi hắn cũng rốt cuộc bắt đầu không xác định lên nghĩ nghĩ hắn rốt cuộc nhìn về phía đối diện kia mấy cái hắc y nhân mấy người kia là cùng ngày cuối cùng ra tới cũng đúng là hiên viên đêm phái ra bảo hộ phượng mặc người này một tháng thời gian bọn họ cũng ở chỗ này chờ một tấc cũng không rời bất quá bọn họ thái độ thực lạnh nhạt khí thế cũng thực khiếp người lăng lãng trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm hỏi qua hai câu lời nói lúc sau đó là không còn có cùng bọn hắn nói chuyện qua nhưng là hiện tại một tháng bọn họ ở chỗ này cư nhiên cũng vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh chờ không nói lời nào lăng lãng trong lòng trung quy là có chút không xác định đình mày nhăn lại rốt cuộc mở miệng phượng mặc rốt cuộc khi nào có thể ra tới không ai để ý tới. Nhạc tiểu đường cũng nhìn qua đi tuy rằng không biết bọn họ là ai, nhưng là lại cũng nghe lăng lãng để qua là bảo hộ phượng mặc người, lúc này nghe được lăng lãng khai hỏi. Nàng liền cũng cẩn thận nghe. Nhưng là đối phương hiển nhiên không có gì hứng thú nói chuyện. Chỉ là nhất phái an tĩnh ngốc tại nơi đó, như là kết băng giống nhau làng lãng lại hỏi ta biết các ngươi không muốn cùng ta nói chuyện nhưng là ta tốt xấu cũng coi như là phượng mặc bằng hữu này ít nhất tin tức như vậy cũng đến cấp một cái đi như vậy là tới bảo hộ hắn lại là cuối cùng ra tới khẳng định biết một ít đồ vật không phải sao hắn nói ngữ khí liền trở nên có chút sắc bén lên rốt cuộc đã từng đương như vậy nhiều năm lang gia đại thiếu này tính tình nhiều năm như vậy cơ hồ vẫn là một chút không thay đổi ngày thường còn thu liễm một chút hiện tại là căn bản cái gì đều không rảnh lo. Các người ở chỗ này chờ, nếu là hắn có chuyện gì nhi? Chỉ sợ như vậy cũng là vô pháp công đạo đi. Hắn ấm chắc chắc mở miệng, nghĩ đến hiên viên đêm cặp kia giống như ám dạ giống nhau thâm trầm khó lường mắt phượng, cùng kia một thân thanh lãnh không thể trèo cao hơi thở. Liền cảm thấy một trận dạ dày đau hiền viên đêm như vậy coi trọng phượng mặc nếu là hắn thật sự xảy ra chuyện nhi, hắn quả thực không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện cái dạng gì cảnh tượng. Mà những lời này, cũng rốt cuộc khởi tới rồi một chút tác dụng, ở đằng trước một cái hắc y nhân rốt cuộc nhìn hắn một cái. Lăng lãng vội vàng vãnh tay này liền không cần phải ngươi tới nhọc lòng. Lăng lãng ở trong lòng hô mười biến muốn nhẫn nại mới nhịn xuống chính mình lửa giận. Bất quá sắc mặt cũng không phải quá đẹp là được hắn cảnh giới nhìn chung quanh một vòng xác định nơi này không có người khác lúc sau mới mở miệng nếu là ta không tính sai thiên tộc gia tộc đại hội đã sắp bắt đầu rồi phượng mặc là nói muốn đi đến lúc đó nếu là hắn đi không được nhận được thiệp mời thời điểm khoảng cách thiên tộc gia tộc đại hội thượng có hai tháng thời gian còn xem như dư giả thời gian phượng mặc liền lựa chọn cùng hiên viên nửa đêm khai đi Cuối cùng thương lượng cùng ở tiên tộc hội tụ lên hắn đi theo phượng mặc tuy rằng chỉ là chậm rãi lên đường nhưng cũng biết nói cũng không cần cứ thế gấp nhưng là không nghĩ tới thế nhưng gặp chuyện như vậy phượng mặc cư nhiên bị như vậy vây ở quỷ vực một tháng thời gian còn lại đã chỉ có không sai biệt lắm nửa tháng thời gian nếu là lại không ra bọn họ chính là chết sống cũng không đuổi kịp tiên tộc sống một mình ung minh hải quá khứ lời nói kỳ thật cũng là phi thường phiền toái bọn họ mấy cái nếu là đơn độc đi đừng nói có thể hay không không có trở ngại chính là có thể không có trở ngại, chỉ sợ cũng sẽ tiêu phí không ít sức lực. Kia chờ cảnh tượng, hắn ngẫm lại đều cảm thấy vô vọng. Kia mấy cái hắc y nhân tự hồ có chút dao động, lẫn nhau nhìn nhìn, tự hồ thấp giọng giao lưu cái gì. Lăng lãng nín thở lấy đãi. Một lát, hắn mới nghe được đối phương lãnh đạm phảng phất máy móc giống nhau thanh âm. Chúng ta nhiệm vụ chính là bảo hộ nàng, mặt khác đều có thể không suy xét. Lăng lãng bất đắc dĩ câm miệng. Hắn đã đã nhìn ra, này vài người thật là dầu muối không ăn. Hắn nói cái gì đều là vô dụng. Hắn lập tức dựa vào một khối cự thạch phía trên, đôi tay ôm cánh tay, nhìn chằm chằm kia kết giới, như là có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Hắn cũng không tin, kia tiểu tử thật sự sẽ ở nơi đó mặt ba năm. Hắn còn liền tại đây chờ, kia mấy cái hắc y nhân thấy vậy cũng chưa nói cái gì. Trên thực tế, ở bọn họ cuối cùng ra tới thời điểm kỳ thật đã mơ hồ gặp được Phượng Trường Duyệt. Bằng vào bọn họ vài người thực lực muốn đột phá tiến vào tầng thứ 8. Kỳ thật cũng không phải cái gì làm không được sự tình. Chỉ là vừa mới đi vào, liền nhìn đến một mảnh hắc ám cùng một mảnh phá lệ huyễn màu cảnh tượng. Ở nơi đó mặt tựa hồ có thể nhìn đến một bóng người. Tựa hồ là lập tức bọn họ liền xác định người nọ khẳng định là Phượng Trường Duyệt nhưng là liền ở bọn họ tính toán xông vào thời điểm lại là nghe được nàng mở ảo mà không dùng làm trái thanh âm đi ra ngoài bọn họ thường ở do dự liền nghe được nàng cuối cùng một câu ta sẽ tuân thủ cùng hắn lời hứa này lời hứa tự nhiên là đáng giá cùng hiên viên đêm hứa hẹn nói cách khác nàng khẳng định sẽ ở trong thời gian ngắn nhất ra tới cũng khẳng định sẽ nghĩ cách đi hướng thiên tộc bọn họ mấy cái cũng không phải lần đầu tiên thấy phượng trường duyệt nghe vậy tuy rằng lo lắng nhưng là vẫn là nhanh chóng quyết định lựa chọn tin tưởng nàng sau lại, bọn họ đã bị kia lực lượng cường đại cuốn đi, rồi sau đó đưa ra kia quỷ vực. Nhưng là những lời này, lại là không có gì tất yếu đều nói ra. Ở bọn họ trong mắt già tới hiên viên đêm cùng phượng trường duyệt những người khác nói, kỳ thật đều có thể coi như không nghe được. Tuy rằng đã qua một tháng, nhưng là bọn họ cũng vẫn như cũ ở chỗ này chờ đợi trước sau tin tưởng vững chắc cuối cùng cái kia khả năng với da người cùng cổ da người, ở chỗ này đợi hai ngày đó là bất đắc dĩ từ bỏ, bởi vì ở bọn họ trong lòng, đã qua cuối cùng kỳ hạn, như vậy khẳng định là sẽ không có người trở ra. Tuy rằng khó có thể tiếp thu, nhưng là náo loạn một phen lúc sau, cũng vẫn là đều từ bỏ. Chỉ có bọn họ, vẫn luôn ở chỗ này. Làng lãng bực bội nhắm mắt. Hiện tại, các đại gia tộc người, nói vậy đều đã bắt đầu nhích người đi. Phong vân tế hội, tứ đại gia tộc đã rất nhiều năm không có như vậy náo nhiệt qua. Phượng mặc ngươi nhất định phải nhanh lên A. Mà bên kia tam đại gia tộc cũng thật là đã bắt đầu nhích người, hướng tới U Minh Hải mà đi. Cùng mặt khác tam đại gia tộc bất đồng tiên tộc tương đối đặc thù, không chỉ có toàn bộ gia tộc đều ở thần bí khó lường hơn nữa âm U quỷ quyệt U Minh Hải bên trong. Hơn nữa bởi vì toàn bộ gia tộc đều là luyện dược sư, cho nên khó tránh khỏi đều có vài phần thanh cao. Nhiều năm như vậy, mặt khác Tam đại gia tộc tuy rằng lẫn nhau cũng không quen nhìn, nhưng là trên mặt bình thản cũng đều vẫn là chịu hao chút tâm tư đi giữ gìn duy độc thiên tộc. Trước sau sớm một mình, cùng mặt khác Tam đại gia tộc cũng cơ hồ là không có bất luận cái gì giao lưu. Chỉ là không nghĩ tới, không ra tay tác đã, vừa ra tay liền khiếp sợ mọi người. Bọn họ lúc này đây lại là làm ra như vậy đại động tĩnh. Thiên tộc gia tộc đại hội là mỗi 10 năm tổ chức một lần bởi vì ở đại hội phía trên, bọn họ không chỉ có sẽ tiền ra tân đồng lứa bên trong xuất sắc nhất thiên tài, càng quan trọng là, bọn họ sẽ tại gia tộc đại hội phía trên. Chào tặng thánh nữ thần hòa chi quyền, cho nên đều sẽ phá lệ long trọng. Cái gọi là thánh nữ, chính là thiên tộc bên trong, mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện một cái đặc thù nữ tử. Nghe đồn thiên tộc luyện dược thiên phú chính là từ xưa có chi, chính là trời cao ban cho mà vì bảo đảm này một huyết mạch thiên phú tồn tại mỗi một thế hệ bên trong đều sẽ xuất hiện một nữ tử có được nhất tinh thuần huyết mạch chi lực cũng là thiên tộc nhất có thiên phú người ở các nàng trên người đều có trời sinh bớt đúng là thân phận thần thánh chứng minh mỗi một thế hệ đều chỉ biết xuất hiện một cái như vậy nữ tử vừa sinh ra từ bớt đó là có thể trực tiếp xác định thân phận tự nhiên từ nhỏ bắt đầu thánh nữ cũng sẽ hưởng thụ thiên tộc bên trong sở hữu tốt nhất dạy dỗ cùng đãi ngộ, có được tốt nhất tài nguyên, có được tôn quý nhất thân phận. Liền tính là thiên tộc trường lão, đối đãi thánh nữ cũng sẽ thập phần từ thiện, thậm chí là đau sùng. Rốt cuộc thánh nữ tồn tại, là toàn bộ thiên tộc tồn tại hơn nữa kéo dài tốt nhất chứng minh, từ nào đó góc độ mà nói, cũng coi như là thiên tộc người thủ hộ, như vậy thân phận. Tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Mà chờ đến thánh nữ trưởng thành lên, Liền sẽ tại gia tộc đại hội phía trên tuyên bố thân phận của nàng, chính thức trao tặng thần hỏa chi quyền. Thần hỏa chi quyền chính là chỉ nắm giữ thiên tộc truyền thừa ngàn năm thần hỏa quyền lợi, tự nhiên cái này thân phận cũng là chỉ ở sau gia chủ tồn tại. Thiên tộc lúc này đây như vậy trận trưởng, kỳ thật nguyên bản chính là dựa theo chính mình nhất quán thói quen làm thôi, mọi người sở dĩ như vậy kinh ngạc càng nhiều lại là ngoài ý muốn. Bởi vì thiên tộc đã 20 năm chưa từng có bất luận cái gì động tĩnh chuẩn xác mà nói, thiên tộc ở 20 năm trước kia một lần gia tộc đại hội phía trên, kỳ thật là nháo ra kinh thiên động tĩnh. Nhưng là tin tức phong tỏa thập phần nghiêm mật tứ đại gia tộc bên trong, biết chuyện này người, từ kia lúc sau, không còn có để qua chuyện này. Cũng liền làm cho ti rằng tất cả mọi người đều biết thiên tộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là lại cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Mọi người tâm tư lại tò mò, thời gian lâu rồi, cũng liền chậm rãi phai nhạt. Hơn nữa lúc sau đệ thập năm kia một lần gia tộc đại hội, tiên tộc cũng không có gì động tĩnh, mọi người âm thầm thảo luận một trận thời gian, từng có các dạng hoài nghi cùng đoán rằng cuối cùng lại cũng đều là dần dần quên mất. Cho nên, nói ngắn lại, tiên tộc là đã 20 năm không có ra quá cái gì tin tức cho nên lúc này đây liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Một mảnh rộng lớn vô ngần mặt biển thượng, nồng đậm linh lực hội tụ lên, giống như màu trắng sương mù giống nhau, tuần hoàn lượn lờ chỉ cần nhẹ nhàng hút một hơi, liền tự hồ làm người cảm giác thân thể thư thái, cả người đều linh đài thanh minh rất nhiều. Một đám người ở bờ biển, nhìn như vậy cảnh sắc nhịn không được cảm khái. Sớm biết rằng tiên tộc chính là đến linh nơi, không nghĩ lại là trình độ như vậy. Thật sự là làm người cực kỳ hâm mộ a à. Đúng vậy, nơi này bất quá vẫn là ở U Minh Hải bên cạnh, linh lực cũng đã như vậy nồng đậm, thật không hiểu nếu là đi vào, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng sách ở như vậy địa phương tu luyện chỉ sợ một ngày muốn để đến quá bên ngoài 10 ngày đi này nhưng như thế nào làm người so từ lúc bắt đầu liền bại bờ nhân ra a à? cũng không phải là như vậy địa phương có thể tới một lần đã là vận khí thiên tộc người khá vậy thật là có cực đại phúc duyên a à? nếu không phải lúc này đây thiên tộc chuyên môn cho cơ hội làm trong thiên hạ xuất sắc luyện dược sư cùng tiến đến chỉ sợ chúng ta cả đời cũng không có gì cơ hội tới nơi này a à? nghe nói lúc này đây, bọn họ còn thình mặt khác tam đại gia tộc người. Chúng ta nếu không phải bởi vì lần này, như thế nào sẽ có cơ hội nhìn thấy như vậy thân phận người. Một phen nói mọi người liên tục gật đầu. Tiên tộc tổ chức gia tộc đại hội, kỳ thật không chỉ là mời tứ đại gia tộc người, kỳ thật cũng đối rất nhiều luyện dược sư đều phát ra kêu gọi. Chỉ cần là có bản lĩnh luyện dược sư, đều có thể tiến đến vừa thấy này tin tức biết đến người không nhiều lắm nhưng là biết đến không có chỗ nào mà không phải là thân phận cực cao hoặc là thực lực cực cường luyện dược sư cho nên lúc này cũng toàn bộ đều ở chỗ này chờ đợi nghe nói thiên tộc lúc này đây sẽ có tân nhiệm thánh nữ chính thức xuất hiện cũng không biết rốt cuộc là cái bộ dáng gì thiên tộc thánh nữ kia khẳng định là cực có thiên phú a à. ta nghe nói vẫn là một cái cực mỹ thiếu nữ hư một người vội vàng ngăn cản cẩn thận nhìn nhìn chung quanh như vậy địa phương các ngươi cũng dám nói lời này nhân ra là cao cao tại thượng tiên nữ há là các ngươi có thể mơ ước yếu tưởng một phen lời nói nói mọi người đều là ầm ầm cười liên tục gật đầu đúng lúc này một đạo khổng lồ bóng ma bỗng nhiên xuất hiện ở mặt biển thượng xem thiên tộc thuyền tới một người kinh hô mọi người nhìn lại lại thấy một con thuyền thật lớn thuyền chính chậm rãi rẽ sóng mà đến kia phía trên, một đảo tinh tế là lướt thân ảnh, lỗi lạc mà đứng, tà váy tung bay. Trường 406, Thanh Tình, Lột Xác Tuy rằng cách một tầng lượn lờ sương mù, chỉ có thể nhìn đến một cái không lắm rõ ràng hình dáng, nhưng là mọi người vẫn như cũ là không tự giác ngừng lại rồi hô hấp theo kia thuyền lớn càng ngày càng gần, bờ biển mọi người cũng đều là trở nên có chút khẩn trương thấp thỏm lên. Bọn họ ở đại lục phía trên cũng đều là có không nhỏ thanh danh, có thể có tư cách đi vào nơi này, tự nhiên là ở luyện dược thượng có nhất định tạo nghệ người, xưa nay không nói hôm mưa gọi gió. Nhưng là cũng đều là như sấm bên tai tên, lấy đi ra ngoài mỗi người đều là bị chịu truy phủng nhân vật nhưng mà lúc này, những người này ở chỗ này, lại như là lần đầu tiên ra cửa thiếu niên giống nhau ngây ngô bất an, còn mang theo vô pháp, che giấu hưng phấn cùng tò mò. Có thể thấy được ở bọn họ trong lòng, có thể đi vào nơi này, là như thế nào vinh dự. Kia đầu thuyền phía trên, tự hồ là có một nữ tử. dáng người yểu điệu, lỗi lạc mà đứng, thật sự là hào phong thái. Rốt cuộc có một cái tương đối tuổi trẻ luyện dược sư đã mở miệng. Trong mắt hiện lên vài phần khuynh mộ. Tuy rằng còn không có nhìn thấy người dung nhan, nhưng là này phân khí độ, lại cũng là đã cũng đủ làm người khuyên tâm. Không ít người tuy rằng nghe vậy cười chi, nhưng là trong lòng lại cũng đều là đồng ý ngay cách nói, bất quá là một ít tuổi khá lớn, không rất thích hợp nói những lời này thôi. Nhưng là một ít tuổi trẻ luyện dược sư, lại vẫn là khó nén hương phấn thảo luận ở bờ biển những người này ước chừng có hơn 20 cái, đại bộ phận đều là lão giả, chỉ có mấy cái là tuổi tương đối nhẹ, hơn nữa đại bộ phận đều là nam nhân, lúc này thấy đến tình cảnh này. Tự nhiên là khó tránh khỏi liền hàn huyên lên. Tuy rằng là đang nói chuyện nhưng là rất nhiều người ánh mắt lại là không tự chủ được nhìn kia thuyền tới gần. Chờ gần một ít mọi người mới nhìn đến kia thuyền lớn. Thế nhưng không phải ở mặt biển thượng hành xử mà là phiêu phù ở mặt trên. Thiên, kia thuyền nguyên lai like căn bản là không có tại đây u minh hải phía trên sao. Có người kinh hô một tiếng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Này thiên hạ gian lại là còn có chuyện như vậy. Lúc này bọn họ đã có thể nhìn đến kia thuyền lớn ước chừng có hơn trăm thước toàn thân hiện ra màu đen nhìn qua bóng loáng bóng lưỡng rồi lại sẽ không làm người cảm thấy phù hoa. Ngược lại cảm thấy ôn nhuận dưỡng mục cẩn thận đi nghe còn có thể ngửi được một cổ tử nhàn nhạt thanh hương có tuổi già luyện dược sư giật giật cái mũi, đó là nhịn không được thần sắc cả kinh tán thường nói, lại là ngàn năm tơ vàng thuần mộc đúc ra. Thiên tộc quả nhiên là tứ đại gia tộc chi nhất, như vậy bút tích thật sự là khí phách. Những người khác nghe vậy cũng đều là kinh sở, ngàn năm tơ vàng thuần mộc. Kia không phải hiếm thấy đến cực điểm một loại chân bảo sao. Đồn đãi, hắc thuần mộc chính là trên đời nhất trầm trọng vật liệu gỗ chi nhất, sinh trường ở cực kỳ âm trầm ẩm ướt hẹp hòi nơi, thập phần hiếm thấy. Hơn nữa bởi vì đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu thập phần hà khắc cho nên có thể tìm được thượng trăm năm hắc thuần mộc đã là cực kỳ khó được. Đến nỗi hơn một ngàn năm kia càng là khó càng thêm khó, rất nhiều luyện dược sư dù cho cùng cực cả đời cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy. Hắc thuần thân gỗ thân tính chất cứng rắn, có thể so với ngọc thạch thậm chí có thể dùng để làm linh bảo, đồng thời cũng sẽ phát ra nhợt nhạt hương khí, đối người thân thể có tẩy tùy chi dùng. Chính là cải thiện người thiên phú thật tốt dược liệu nếu là có người có một cây hắc thuần mộc dưỡng tại bên người, như vậy đó là lại lười nhác vụng về người, bản thân thực lực cũng sẽ không quá kém. Mà trên thực tế, rất nhiều người đều biết nó hiệu dụng, căn bản luyến tiếc lãng phí, có thứ này người toàn bộ đều sẽ liều mạng luyện tập tranh thủ làm chính mình trở nên càng cường. Mà ở hắc thuần mộc tận cùng bên trong, kia màu đen mộc chất phía trên còn lại là sẽ theo thời gian trôi đi, mà dần dần xuất hiện từng đảo kim sắc ở màu đen tính chất bên trong qua lại xuyên qua quấn quanh, thoạt nhìn như là tơ vàng giống nhau, đặc biệt động lòng người, cũng xưng là tơ vàng thuần mộc. Những cái đó là thiên địa chi gian cực kỳ tinh thuần lực lượng ngưng tụ mà thành, kia cũng là hắc thuần mộc nhất tinh hoa bộ phận, bản thân giá trị càng là không thể đo lường. Thông thường, chỉ có 300 năm phía trên hắc thuần mộc bên trong mới có thể xuất hiện kim sắc thuần mộc. Có thể thấy được này chân quý trình độ đó là ở chỗ này mấy ngày này hạ gian nhất suất xác luyện dược sư nhóm bên trong đừng nói có chính là gặp qua chỉ sợ đều không có một tay chi số nhưng mà lúc này kia ước chừng có thượng trăm trượng màu đen thuyền lớn thế nhưng đều là dùng này cực kỳ chân quý tơ vàng thuần mộc đúc ra liền như thế nào không cho người khiếp sợ đặc biệt là xem kia tỷ lệ cùng tơ vàng quấn quanh hiển nhiên là hơn một ngàn năm hắc thuần mộc bên trong tơ vàng thuần mộc đúc liền Đại gia tuy rằng cũng chưa như thế nào gặp qua thứ này, nhưng là nhãn lực vẫn phải có, đặc biệt là đương kia một tiếng khẳng định tiếng la lúc sau. Hiện trường đám người càng là lâm vào một trận trầm mặc bên trong, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt lắm. Người khác suốt cuộc đời cũng chưa chắc có vận khí nhìn đến tơ vàng thuần mộc lại là bị bọn họ như vậy dùng để chế tắc thành thuyền. Ánh mắt mọi người đều như là đình trệ giống nhau, từ kia thân thuyền thượng đảo qua lớn như vậy một con thuyền, không biết muốn tiêu hao nhiều ít tơ vàng thuần mộc mà vì lấy ra kia nhất tinh hoa thuần túy tơ vàng thuần mộc lại không biết tiêu hao nhiều ít ngàn năm hắc thuần mộc. Tiên tộc quả thực thật lớn bút tích. Huống hồ, này tơ vàng thuần mộc càng là tinh thuần, liền càng là trầm trọng, giống như vậy hơn một ngàn năm, tùy tiện nắm tay lớn nhỏ một khối, tùy tay một ném. Đó là có thể ở cứng rắn trên mặt đất tạp một cái hố sâu. Như vậy thật lớn một con thuyền hắc thuyền, không biết lại nhiều trọng nếu là thật sự ở bình thường mặt biển thượng chỉ sợ còn chưa bắt đầu xuất phát cũng đã nhanh chóng trầm xuống đến đáy biển trước mắt này hắc thuyền ở nhanh chóng tới gần nhưng là lại chưa phiêu phù ở u minh hải phía trên ngược lại là cùng sóng biển chi gian lại có một tầng cực mỏng khe hờ tựa hồ phiếm không giống nhau màu trắng không biết này thuyền rốt cuộc là như thế nào tại đây mặt trên nổi lơ lửng lớn như vậy một con thuyền nếu là đơn thuần dựa người lực lượng chỉ sợ liền tính là linh tôn cường giả cũng chống đỡ không được lâu lắm đi một cái lớn tuổi luyện dược sư nheo lại đôi mắt có chút vần đục trong ánh mắt lại là hiện lên vài phần cực kỳ hâm mộ cùng kinh ngạc cảm thán này có cái gì các người chẳng lẽ thật sự cho rằng thiên tộc sẽ thật sự cứ như vậy mặc kệ một cái cự trầm vô cùng thuyền lớn tại đây u minh hải phía trên tiến lên đi kia phía dưới chính là có đặc thù trận pháp những cái đó trận pháp, chỉ cần một ít ma hạch hoặc là tinh thạch, đó là có thể khởi động, do đó thúc đẩy này thuyền lớn chạy. Trong đó dịu dụng, không thể nói, không thể nói à. Một bên nói, kia lão giả còn lắc đầu cảm thán. Hắn phía trước cũng bất quá là nghe nói qua, lại cũng là chưa thấy qua, rốt cuộc thiên tộc đã ước chừng 20 năm không có cùng ngoại giới từng có cái gì liên hệ, cho nên những việc này. Mấy năm nay nhẹ một ít tự nhiên cũng là không như thế nào nghe qua hắn tuy rằng nghe qua lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nghĩ đến lúc ấy lão sư nói về tới thời điểm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ cảm thán hắn hiện tại mới để ý tới đến trong đó tư vị này thiên tộc thật sự là trong thiên hạ đệ nhất luyện dược thế gia a à? mọi người bừng tỉnh đồng thời lại cũng trong lòng lần thứ hai đối thiên tộc sinh ra càng nhiều kính nể hâm mộ dù cho ở tới thời điểm bọn họ cũng đã nghe nói qua một ít về thiên tộc nghe đồn biết bởi vì có luyện dược thiên phú, thiên tộc ở tứ đại gia tộc bên trong địa vị vẫn luôn là tương đối đặc thù, ở rất nhiều tiểu môn tiểu phái hoặc là không môn không phái cường giả trong lòng. Cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại, cơ hồ đưa bọn họ cung lên giống nhau. Rốt cuộc luyện dược sư thân phận thật sự là quá mức đặc thù. Cái gọi là hoạt tử nhân, nhục bạch cốt ở bọn họ nơi đó cũng không phải cái gì đặc biệt ghê gớm sự tình ngày thường một cái tương đối lợi hại luyện dược sư liền sẽ bị chịu tôn sùng chiếm cứ cực cao địa vị huống chi này toàn bộ thiên tộc phải biết rằng trong thiên hạ cơ hồ là không ai có thể so được với thiên tộc luyện dược thiên phú cho nên trải qua ngàn năm tích lũy thiên tộc nội tình cũng là thập phần phong phú các loại chân bảo nhiều đếm không xuể bọn họ từng người thân phận cũng đều là bất phàm thân là luyện dược sư chịu người gửi gắm hoặc là bị người cầu xin cứu mạng trên người bảo bối luôn là không phải ít nhưng là đương nhìn đến thiên tộc này vừa động tĩnh, bọn họ mới rốt cuộc hiểu được. Thiên tộc trung quy là bọn họ chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Như vậy khi phách cùng bút tích phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ rốt cuộc không người có thể so sánh với. Bất quá, cũng có thể nhìn ra được lúc này đây, thiên tộc thật là hạ quyết tâm phải hào hảo tiến hành một hồi gia tộc đại hội ở biết cái hắc trầm thuyền lớn giá trị lúc sau, hiện trường không khí trở nên càng thêm tĩnh mịch thậm chí giống như liền tiếng hít thở đều trở nên cực kỳ rất nhỏ giống nhau. Mặc dù là những cái đó tuổi già luyện dược sư, dù cho gặp qua không ít sóng to gió lớn, lúc này cũng sinh ra vài phần khẩn trương. Tại đây không nói gì chờ đợi bên trong, kia thật lớn hắc thuyền rốt cuộc tới gần. Mà kia đầu thuyền phía trên đứng nữ tử thân hình cũng rốt cục là càng ngày càng rõ ràng mọi người trong mắt đều là hiện lên vài phần nóng bỏng mặc kệ này nóng bỏng là hướng về phía nàng kia vẫn là hướng về phía sắp kiến thức đến thiên tộc đều trương hiền mọi người cũng không bình tĩnh nội tâm lúc này càng làm mỗi người đều dáng người thẳng thắn cằm khẽ nâng nỗ lực khống chế được trên mặt biểu tình đều muốn làm chính mình thoạt nhìn đạm nhiên thong dong một ít một ít tuổi già còn xem như tự nhiên nhưng là tuổi nhẹ lại phần lớn đều là có chút cứng đờ hiển nhiên vẫn là có chút kích động khi hắc thuyền rốt cuộc theo gió vượt sóng từ kia thật mạnh sương mù bên trong xuyên qua mà đến hiện ra ở mọi người trước mắt tuy rằng đã nỗ lực áp chế nhưng là ở thật sự nhìn đến này hết thảy thời điểm vẫn là có người nhịn không được hít hà một hơi không người đi trách cứ khinh thường kia khiếp sợ người bởi vì mọi người trong lòng đều là giống nhau ý tưởng tiên tộc không hổ là thiên tộc xa xa nhìn đảo cũng còn tính thôi đường chân chính tới gần thời điểm mới thấy rõ ràng kia hắc thuyền phía trước lại là điêu khắc thật lớn long đầu, ngang nhiên đứng thẳng, còn hướng thân thuyền thượng kéo dài một bộ phận. Mơ hồ có thể nhìn đến sinh động như thật long lân, liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng như là một cái cự long đứng thẳng ở trước mắt giống nhau. Kia đôi mắt bộ vị, là dùng minh hoàng sắc ma hạch thay thế, ở đây người đều là nhân tinh, liếc mắt một cái nhìn ra đó là thần thú ma hạch có thể là đã bị thiên tộc này đó bút tích kinh sợ chủ có miễn dịch, cũng có thể là theo bản năng không nghĩ có vẻ như vậy đồ nhà quê, mọi người tuy rằng trong lòng khiếp sợ, lại đều là một bộ không quá để ý bộ dáng, phảng phất đã thói quen. Trên thực tế, này thiên hạ gian lại có ai có thể dùng thần thú ma hạch được khảm ở trên thuyền, chỉ làm một đôi mắt trang trí. Mà lúc này cũng đã có không ít người đem ánh mắt đầu hướng về phía kia đầu thuyền nữ tử trên người. Nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, thập phần tiêm mỹ, đôi tay hơi hơi thu nạp ở bụng nhỏ, quả nhiên là hảo một bộ quý nữ tư thái, huống hồ là đứng ở kia mặt trên, liền càng có vài phần trên cao nhìn xuống cảm giác. Mọi người hơi hơi ngẩng đầu nhìn, không tự giác liền cảm giác được một cổ cảm giác áp bách. Đây là chân chính thế gia đại tộc mới có khí thế, vô hình bên trong khiến cho người cảm thấy hổ thẹn không bằng. Một ít người hơi hơi rời đi tầm mắt nhìn về phía nàng kia dung nhan trong lúc nhất thời hiện trường càng thêm yên tĩnh có vài tên tuổi trẻ luyện dược sư khuôn mặt không tự giác hơi hơi phiếm đỏ lên nhìn nàng kia ánh mắt chợt san sáng ngời lên như là có ngọn lửa ở nhảy lên giống nhau vô hắn này nữ tử lớn lên thật sự là thực mỹ một thân màu hồng nhạt lang la sam trừ bỏ trên tay hai cái vòng ngọc cùng bên hông một đạo ngọc đái cũng không có cái gì dư thừa trang trí một đầu tóc đen rũ xuống theo gió di động mặt trên có hai cái bạc bộ diêu càng thêm sấn đến người như kiểu nguyệt. Nàng dung sắc tuyệt hảo. Da thịt trắng nõn trong sáng, quỳnh mũi đĩnh kiều tinh mắt bên trong hình như có gợn sóng, một đôi nhàn nhạt mày lá liễu, hình dạng hoàn mỹ, độ cung động lòng người. Môi không điểm mà hồng, lúc này bên môi mang theo vài phần doanh doanh ý cười, càng là làm người cảm thấy lòng say. Nhưng mà như vậy tư dung đi rằng làm không ít người chỉ một thoáng khuynh tâm lại không người dám nhiều xem càng thêm không dám trong lòng có cái gì tâm tư chỉ vì nàng khi ánh mắt chi gian ẩn ẩn hàm chứa quý khí mặt mày vừa động liền tựa hồ mang theo vài phần khí thế làm nhân tâm kinh không dám khinh nhờn nàng khi ánh mắt từ những người này trên người nhàn nhạt đảo qua như là gió nhẹ phất quá giống nhau nhưng mà không ít người lại là lập tức bừng tỉnh, rồi sau đó mới ý thức được chính mình thất thố, vội vàng cúi đầu hoặc là rời đi ánh mắt, không dám lại xem. Chỉ là không ít sắc mặt trở nên càng hồng, tự hồ tay chân đều không biết như thế nào bày biện giống nhau. Bất quá, dù cho không xem, nàng kia dung nhan, lại cũng vẫn như cũ là thật sâu khác ở mọi người trong lòng. Trên đời này mỹ nhân dữ dội nhiều, ở đây những người này. Càng đều là gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng mà này nữ tử, lại là càng tốt hơn. Ngũ quan tinh xảo không nói, mấu chốt nhất chính là khi một thân khí độ cùng phong tư thật sự là. Trách không được thiên tộc mấy năm nay cũng không có cùng ngoại giới có cái gì liên hệ. Nhưng là vẫn như cũ có một ít tương quan tin tức truyền ra. Đặc biệt là nhắc tới tân nhiệm thánh nữ, khen nói thập phần ngắn gọn nhưng mà xuyên thấu qua kia đơn giản lời nói, lại là có thể cảm giác nàng kia không thể nói diệu dụng đã tới rồi không cần. Cũng không thể dùng ngôn ngữ tới nhô tả cảnh giới lúc trước còn có không ít người ở suy đoán không biết kia thánh nữ rốt cuộc là cái bộ dáng gì có người đã từng xa xa thoáng nhìn liền kinh vi thiên nhân từ đây không ít người đều là đã biết thiên tộc này mặc cho thánh nữ tư dung tuyệt thế nhưng là lại như thế nào đồn đãi cũng không có chân chính nhìn đến giờ khắc này cảm giác tới chấn động kia mấy cái tuổi trẻ một ít luyện dược sư đều thật là niên thiếu khí thịnh nhìn thấy như vậy trong truyền thuyết nhân vật vẫn là một cái cực mỹ nữ tử tự nhiên là tâm động không thôi mỗi người đều thẳng thắn sống lưng muốn biểu hiện chính mình lỗi lạc phong tư còn có một người tuổi trẻ một ít luyện dược sư là cái nữ tử nhìn thấy tình cảnh này nhịn không được giận dỗi bĩu môi truyền qua mắt đi có gì đặc biệt hơn người còn không phải là lớn lên đẹp một chút thân là luyện dược sư quan trọng nhất vẫn là năng lực xem nàng như vậy liền biết khẳng định thực bình thường theo sau nàng kia rốt cuộc mở miệng thanh âm mềm nhẹ lễ ngộ mà khách khí hoàn nghênh các vị đi vào U Minh Hải tham gia ta thiên tộc gia tộc đại hội. Các vị một đường buôn ba, nói vậy đều đã thập phần mỏi mệt này U Minh Hải phía trên, nguy hiểm thật mạnh muốn đến ta thiên tộc còn cần đi nhờ này thuyền. Ta phụ trách các vị này một chuyến an toàn, các vị xưng hô ta vì mưa xuân có thể, còn tỉnh lên thuyền đi. Nói, nàng một cánh tay chậm rãi vươn, làm ra mời tư thái. Nhưng mà tất cả mọi người ngốc lăng tại chỗ, còn ở dư vị mới vừa rồi kia nói mấy câu ý tứ nàng phụ trách này một chuyến bọn họ an toàn. Còn làm đại gia xưng hô nàng tên. Này trong đó ý tứ. Tựa hồ nhìn đến đại gia ngốc lăng bộ dáng, nàng kia hơi có chút kinh ngạc, nhưng là trên mặt cũng không cái gì bất mãn thần sắc, ngược lại là hơi hơi mỉm cười, hiện ra tốt đẹp giáo dưỡng. Chư vị, còn có cái gì nghi vấn sao? Mọi người lặng im, chẳng lẽ này nữ tử tiểu thư, lúc này đây thực sự làm phiền ngươi, chỉ là trực tiếp xưng hô tiểu thư tên, tựa hồ không ổn. Sau một lúc lâu, một cái lão giả rốt cuộc mở miệng, một tay còn loát dâu. Nhìn thập phần nghiêm cần bộ dáng, nói chuyện cũng thập phần cẩn thận. Bất quá nàng kia hiển nhiên là là lướt tâm tư, lập tức liền nghe ra tới hắn ý tứ, đảo mắt bất động thanh sắc nhìn mọi người liếc mắt một cái. Nhìn thấy không ít người trên mặt đều lộ ra giống nhau biểu tình, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười ngài sợ là hiểu lầm ta cũng không phải là cái gì tiểu thư ta chỉ là một cái nha hoàn thôi cho nên đại gia trực tiếp xưng hô tên của ta phương tiện không phải này một mở miệng lại là trực tiếp khẳng định mọi người trong lòng suy đoán không ít người đều bất chấp lễ nghi khiếp sợ nhìn ngàn mưa xuân hơi hơi há to miệng nghiễm nhiên vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng này như vậy cái xuất trần tuyệt diễm hào phóng thong dòng nữ tử thế nhưng chỉ là một cái nha hoàn cơ hồ tất cả mọi người không nói gì nhìn, nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không có khả năng. Nhưng mà này nữ tử là thiên tộc người, ở như vậy thời điểm, hiển nhiên không có bất luận cái gì nói dối tất yếu. Nhìn mọi người chố mắt bộ dáng, nàng kia cũng hoàn toàn không sinh khí. Ngược lại là hơi hơi mỉm cười. Trên thực tế, nàng tuy rằng là nha hoàn, nhưng là bởi vì từ nhỏ là bị tiền định ở thánh nữ người bên cạnh cho nên tiếp tu dạy dỗ đều là tốt nhất để với có thể tốt nhất hầu hạ thánh nữ các nàng tuy rằng là nha hoàn nhưng là luận khởi tư chất cùng mặt khác thiên tài so sánh với cũng là không nhường một tấc đến nỗi tư dung nàng tự nhận so với thánh nữ chính là khác nhau một trời một vực bất quá những người này vẫn chưa gặp qua thánh nữ lần đầu tiên thấy đem nàng coi như thánh nữ cũng là về tình cảm có thể tha thứ nàng cười cười nói ta là thánh nữ bên người đại nha hoàn ngàn mưa xuân chư vị không cần như vậy kinh ngạc nếu là này trên đường có chuyện gì cũng đều là có thể tìm ta ta nhất định sẽ tận lực giúp các vị giải quyết hiện tại hình lên thuyền đi nghe được cuối cùng thúc giục mọi người vội vàng hoàn hồn mặc kệ trong lòng như thế nào kinh ngạc cũng đều phóng người lên dừng ở kia hắc thuyền phía trên một người động dư lại người tự nhiên liền biết nghe lời phải chỉ chốc lát sau này hai mươi mấy người người đó là đều tới rồi trên thuyền này thuyền phi thường đại, bọn họ chỉ có hơn 20 cá nhân, nhưng là lại không biết vì sao, lại cảm thấy vẫn như cũ thập phần câu thúc, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương. Ngàn mưa xuân sớm tại tới phía trước cũng đã làm tốt tương quan chuẩn bị, dù sao cũng là thánh nữ bên người lớn lên, đối nhân xử thế tự nhiên là cực kỳ xuất sắc, hơn nữa xem mặt đoán ý công phu. Cũng là cực hào lúc này thấy mọi người đều có chút câu nể, chỉ là đạm đạm cười, cũng vẫn chưa nói cái gì lời nói, chỉ là thẳng lại đứng ở đầu thuyền vị trí, rất có vài phần di thế độc lập hương vị. Bọn họ khẩn trương cũng là khó tránh khỏi, nàng cũng không cần đi quản, dù sao quá một đoạn thời gian, bọn họ tự nhiên quen thuộc cũng liền sẽ tốt một chút. Tuy rằng những người này thân phận so ra kém mặt khác tam đại gia tộc người, nhưng là cũng đều là thực lực không tồi luyện dược sư, có cũng cực có tiềm lực nàng trong lòng rõ ràng đúng mực vẫn chưa cái gì khinh miệt chi tâm bất quá bộ dáng này nhưng thật ra xem mọi người càng thêm cảm khái như vậy nữ tử thế nhưng chỉ là một cái nha hoàn không biết kia chân chính thánh nữ lại là như thế nào một phen phong hoa tuyệt đại đúng vậy mệt ta vừa mới còn hảo một phen cảm khái ai ngờ thế nhưng chỉ là thánh nữ bên người nha hoàn ngàn mưa xuân nghe vậy thần sắc vẫn chưa có điều dao động trên mặt cười nhạt gãi đúng chỗ ngứa chờ xác định người đã tới rồi, nàng đó là bỗng nhiên vươn tay. Rồi sau đó ở không trung cắt vài đạo kỳ quái dấu vết rồi sau đó trên người linh lực một trận cuồn cuộn. Khải. Già lệnh một tiếng, mọi người đó là cảm giác được kia thật lớn thân thuyền chung quanh, tựa hồ sinh ra từng đạo năng lượng dao động rồi sau đó thúc đẩy này hắc thuyền, chậm rãi xuất phát. Rồi sau đó, ngàn mưa xuân khinh phiêu phiêu cười nói một câu. Chư vị cần phải tiểu tâm chút, tuy rằng này thuyền tương đối an toàn, nhưng là u minh hải bên trong vẫn là có rất nhiều nguy hiểm. Thánh nữ chính là phân phó ta nhất định phải đem chư vị đai an toàn đến, mưa xuân chính là không dám ra một chút sai lầm. Lời này nàng cười nhạt nói, cũng không làm người cảm giác gánh nặng, ngược lại cảm thấy một trận ấm áp an tâm. Nguyên lai, like, kia trong lời đồn cao cao tại thượng thánh nữ, thế nhưng cũng sẽ đối bọn họ như vậy để bụng a. À kia thánh nữ thật là không biết sẽ là như thế nào một phen bộ dáng. Một năm nhẹ luyện dược sư lẩm bẩm mở miệng thần sắc có chút chố mắt. Rất nhiều người đều là nhìn về phía kia một mảnh sương mù. Bên kia chính là thiên tộc nơi địa phương. Đến nỗi kia thánh nữ. Nhất định là này tiên hạ xuất sắc nhất nữ tử đi. Phượng Trường Duyệt cảm thấy bên tai vô cùng an tĩnh cả người cũng như là đắm chìm ở một mảnh ấm áp nước suối chung giống nhau. Thoải mái cơ hồ không nghĩ mở to mắt tới như vậy cảm giác đã thật lâu chưa từng có này một đường tới nàng vẫn luôn ở chạy vội vẫn luôn ở nỗ lực tuy rằng không nói nhưng là trước sau đang liều mạng làm chính mình biến cường tựa như giờ phút này thân thể trong vòng phảng phất xé rách đau đớn nàng cũng cơ hồ đã không có cảm giác ngược lại cảm thấy cứ như vậy mang theo ngược lại thập phần an bình thoải mái kia đau đớn số lần nhiều liền cũng thói quen nghĩ đến lúc sau sẽ trở nên càng cường một ít, nàng càng là cảm thấy kia không phải cái gì vấn đề. Nàng nhắm mắt lại tự nhiên không thấy mình trên người. Một tầng tầng máu loãng đang không ngừng chảy ra. Đây là nàng vì sao cảm thấy ấm áp cảm giác, huyết đương nhiên là ấm. Nàng quần áo tẫn toái, lúc này bị gắt gao bao vây ở một cái sáng người cái kén, một hôm một hấp vàng phất liền có thể vượt qua ngàn năm vạn năm. Mà ở thân thể của nàng trong vòng, hai cổ lực lượng đã chém giết thật lâu. Một cổ từ kim sắc ngọn lửa cùng một đoàn màu bạc ngọn lửa lẫn nhau chiến đấu đã qua thời gian rất lâu. Thiên đường hòa đã nuốt mặt khác ba loại thần hòa, sờ có được lực lượng. Tự nhiên là khó có thể tưởng tượng nhưng là lúc này đây tình huống lại là có chút đặc thù. Bởi vì bọn họ hiện tại là ở Bạch Linh băng diễm địa bàn thượng. Cái gọi là cường long áp bất quá bọn gián độc thiên đường hỏa dù cho là vạn hỏa tôn sư dưới tình huống như thế cũng là có chút khó có thể xử lý nếu là đánh nhau nó tự nhiên là có thể dễ dàng thắng được nhưng là hiện tại nó là muốn đem bạch linh băng diễm cắn nuốt như vậy sở yêu cầu làm liền càng nhiều cũng càng thêm khó khăn cho nên tuy rằng đã qua đi một tháng thời gian trung gian hai bên chết chiền tranh đấu vô số lần lại vẫn là vô pháp lẫn nhau giải quyết đối phương bất quá tại đây đoạn thời gian cũng không xem như không có thu hoạch thiên đường hỏa đã có thể cảm giác được bạch linh băng diễm đã không có ngay từ đầu khí thế kiêu ngạo mà phượng trường duyệt bởi vì này kịch liệt tranh đấu thân thể khó có thể thừa nhận khởi động tự mình phòng ngự đó là tiến vào hôn mê bên trong nàng ý thức đại bộ phận dưới tình huống là thanh tình ngẫu nhiên sẽ tương đối hôn mê mà cái kia ngay từ đầu nghe được kiệt ngạo thanh âm cũng dần dần yếu bớt nàng đại khái có thể đoán ra đối phương thân phận trong lòng tuy rằng có chút giật mình nhưng là cũng thực mau liền điều chỉnh tâm thái càng thêm kiên định muốn đem bạch linh băng diễm cắn nuốt nàng cảm thấy buồn ngủ càng thêm hôn mê tinh tế là lướt thân thể thượng đã tràn đầy vết máu không ngừng bong ra từng màng lại không ngừng tràn ra ẩn ẩn nàng lại là nghe được một thanh âm duyệt nhi lại đây kia tiếng nói trầm thấp yêu nhã tuy rằng mang theo vài phần quạnh quẽ lại phá lệ mê hoặc nhân tâm nàng giống như màu đen con bướm giống nhau lông mi, hơi hơi run rẩy. Ở chỗ này không biết bao lâu, nàng cảm thấy chính mình ký ức đều tựa hồ dần dần mơ hồ lên. Nhưng mà thanh âm này, lại là như thế rõ ràng, như thế khác sâu, như là ở bên tai giống nhau, tính cả trái tim đều hơi hơi run rẩy. Nàng lông mi run rẩy càng thêm lợi hại, mày cũng hơi hơi nhăn lại. Nguyên bản liền cuộn tròn thân thể, xúc đến càng nhỏ như là đang chờ đợi một cái ôm ấp giống nhau. Nàng môi giật giật lại là không có gì thanh âm. Trên thực tế, khóe môi không ngừng tràn ra huyết tới, nàng cũng nói không được cái gì. Nhưng mà linh đài lại là bỗng nhiên thanh minh, thân thể trong vòng kia từ kim sắc thiên đường hỏa, một đường rụ rỗ, đem bạch linh băng diễm dẫn tới đan điền. Càng là tới gần, nàng càng là nguy hiểm, lại tại đây một khắc đột nhiên thanh tình. Thiên đường hỏa nháy mắt phản ứng, che trời lấp đất mà đi mà nguyên bản có chút đắc ý Bạch Linh Băng Diễm, lúc này mới phát giác không đúng, xoay người liền phải chạy. Một tòa tuyết sơn lại là bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Đó là băng diễm chi tử, nó chính mình, như thế nào đem chính mình giải quyết? Này một lát trố mắt thời gian, Thiên Đường Hỏa liền nhân cơ hội mà thượng, trong khoảnh khắc cắn nuốt Bạch Linh Băng Diễm. Một đạo nhàn nhạt, nhạt kim sắc chợt hiện lên một đoàn nho nhỏ màu trắng thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở phượng trường duyệt bên người, bỏ tới rồi nàng hõm vai, cọ cọ nàng gương mặt. Kia lập lòe cái kén, nháy mắt trong bóng đêm, bùng nổ một trận mãnh liệt quang mang. Trường 407, như thế, màu xinh đẹp. Khoảng cách thiên tộc gia tộc đại hội chỉ còn lại có 13 thiên thời gian quỷ vực ở ngoài, làng lãng từ trước đến nay lười nhác gương mặt thượng, lúc này đã tràn đầy nghiêm túc, đôi mắt cơ hồ không chớp mắt nhìn chằm chằm kia không hề động tĩnh kết giới. Cả người đều như là thành một tòa điêu khác. Mà một bên nhạc tiểu đường cũng là trầm mặc rất nhiều, đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên vài phần ảm đạm nhưng là sắp tới đem mất đi tin tưởng thời điểm, lại sẽ không ngừng khuyên giải an ủi chính mình. Phượng mặc khẳng định có thể ra tới nàng biết lang lãng như vậy sốt ruột tựa hồ là đang chờ phượng mặc ra tới đi tham gia cái gì thịnh hội nếu là ra tới đã muộn chỉ sợ liền mất đi cơ hội nàng không biết đó là cái gì trong lòng kỳ thật cũng không phải thực để ý trước mắt nàng duy nhất để ý chính là phượng mặc có phải hay không có thể an toàn ra tới chẳng sợ yêu cầu chờ đợi đừng nói hơn một tháng đó là ba tháng mười tháng thậm chí ba năm nàng đều có thể chờ nàng lúc trước từ đại triều trạch ra tới lúc sau trong lòng mục tiêu cũng chỉ dư lại tìm được phượng mặc này một cái trước mắt hắn ở bên trong không biết sinh tử nàng liền ở bên ngoài chờ đợi nàng trước kia tính tình nhất hoạt bát cũng thập phần không chịu nổi tịch mịch bởi vì nhạc đại xuyên tính cách thô thô liệt liệt đối nàng không có gì quản giáo cho nên nàng trước kia luôn là chính mình chạy ra đi rèn luyện tính cách cũng cùng giống nhau nữ tử không quá giống nhau nhưng là đã trải qua những cái đó sự tình lúc sau, nàng tính cách lại là trầm ổn rất nhiều, cũng bắt đầu học được suy xét mặt khác rất nhiều nhân tố tái hành động. Trước mắt, nàng cái gì cũng làm không được nhưng là chờ hắn ra tới, vẫn là có thể. Làng lãng trong lòng, lại là so nàng nôn nóng rất nhiều. Hắn kỳ thật trong lòng cũng không phải thập phần lo lắng vượng mặc an nguy, rốt cuộc tên kia như vậy biến thái, sao có thể dễ dàng liền treo nhưng là trước mắt thời gian đã qua đi lâu như vậy hắn vẫn là không có ra tới mà thiên tộc gia tộc đại hội thời gian đã càng ngày càng gần không nói đến liền tính là lúc này phượng mặc không ra tới liền tính là hắn lập tức ra tới bọn họ từ nơi này đi trước thiên tộc chỉ sợ cũng là bị muộn rồi bọn họ hiện tại dù sao cũng là ở tây lăng vực vẫn là ở lăng gia địa bàn, thiên tộc sống một mình U Minh Hải, vốn dĩ liền cách xa nhau vạn dặm thập phần xa xôi, hơn nữa nghe đồn U Minh Hải quỷ dị thần bí. Còn có vô số không thể nắm lấy nguy hiểm, bọn họ nếu là muốn thành công đến, chỉ sợ muốn phí không ít công phu. Kỳ thật hắn cũng không biết vì sao, chuyện này nguyên bản liền cùng hắn không có gì quan hệ theo lý thuyết cũng không tới phiên hắn tới lo lắng, chỉ cần hảo hảo ở chỗ này chờ không phải hảo nhưng là mỗi khi nghĩ đến lúc ấy nhắc tới thiên tộc phượng mặc trên mặt kia chỉ một thoáng biến ảo biểu tình hắn liền cảm thấy chuyện này không thể cứ như vậy tính phượng mặc từ trước đến nay tâm tư tàng rất khá một trương thanh tuấn trên mặt luôn là không có gì biểu tình còn tuổi nhỏ cũng đã làm người nắm lấy không ra nhưng là đang xem đến thiên tộc thiệp mời thời điểm hắn rõ ràng là có một tia dao động kia một tia dao động không thể nghi ngờ đã là cực đại tin tức rồi sau đó tới hắn nhắc tới kia thiệp mời tự thể, hắn tuy rằng thần sắc đã bình thường, thậm chí liền đáy mắt đều không có chút nào gợn sóng, hắn lại luôn là cảm thấy, vượng mặc trong lòng. Khẳng định không phải không thèm để ý, hắn nhất định là muốn đi thiên tộc. Đây cũng là vì cái gì, vốn dĩ đối những việc này không phải thập phần để bụng lăng lãng, sẽ lựa chọn một đường đồng hành, còn không ngừng thúc giục. Nhưng là không nghĩ tới, tới rồi hôm nay. Phượng mặc cư nhiên còn không có ra tới. Hắn đương nhiên cũng vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên cạnh kia mấy cái hắc y nhân động tĩnh, bất quá kia mấy cái không hổ là hiên viên đêm thủ hạ. Trong khoảng thời gian này cư nhiên vẫn luôn không có gì động tĩnh trước sau an an tĩnh tĩnh chờ. Hắn rộng mờ đứng dậy. Nhạc tiểu đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái cảm thấy được hắn trên người có chút lạnh thấu xương hơi thở trong lòng nhảy dựng ngươi muốn làm gì. Lặng lãng ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia kết giới nhạc tiểu đường lập tức nhíu mày, cũng đứng lên, vài bước đi đến hắn bên người, ngươi không phải muốn hiện tại vào đi thôi. Đừng nói đi vào, hiện tại kỳ thật liền tới gần đều là thập phần chuyện khó khăn. Này kết giới đóng cửa đã hơn một tháng thời gian, từ lúc bắt đầu kịch liệt dao động, đến sau lại hoàn toàn phong bế lúc sau bình tĩnh, lại đến bây giờ quy luật dao động. Đã không phải bọn họ có thể tùy ý xông vào. Đừng nói lăng lãng, chính là khi mấy cái hắc y nhân liên thủ, bọn họ chỉ sợ cũng là vào không được nhạc tiểu đường tuy rằng thực lực tương đối mà nói là yếu nhất. Nhưng là điểm này tình thế vẫn là thấy rõ. Lăng lãng giữa mày nhíu lại ta biết. Hắn hiện tại bất quá là lục tinh linh tông trung kỳ kiềm mấy cái hắc y nhân, mỗi người đều không thể so hắn nhược nhân ra cũng chưa động tĩnh, hắn làm cái gì không đều là phí công. Nhưng là cứ như vậy chờ, thật sự là, các người cứ nhiên còn chưa đi. Đang nghĩ ngợi tới, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhạc tiểu đường nghe được thanh âm kia không tự giác nhíu mày trong lòng cũng sinh ra vài phần phiền chán bởi vì nàng không cần quay đầu lại cũng đã nghe ra tới thanh âm kia chủ nhân cổ um tùm kỳ thật này đã không phải cổ um tùm lần đầu tiên tới kết dưới đóng cửa ngày đó nàng trước sau không có chờ đến ở chính mình phụ thân cùng ca ca ra tới quả thực như là điên rồi giống nhau sau lại ở chỗ này đợi mấy ngày cảm xúc càng ngày càng không xong cuối cùng vẫn là bị quản gia sai người mang theo trở về cổ gia trong khoảng thời gian này đã là gà chó không yên cổ um tùm um tình huống kỳ thật hảo không đến chạy đi đâu cổ gia phía trước đều là nàng phụ thân cầm quyền nàng là đứng đắn đại tiểu thư tự nhiên hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ bằng không cũng sẽ không dưỡng thành như vậy kiêu ngạo ương ngạnh tính cách nhưng là toàn bộ cổ gia lại không phải chỉ có bọn họ một chi mặt khác chi nhánh người sớm đã ngo ngoe rục rịch ở quỷ vực đóng cửa kia một ngày cổ ra những người đó cũng đã tâm tư khác nhau bắt đầu đem tâm tư đánh tới toàn bộ gia tộc trên người tộc trưởng vị trí không biết bao nhiêu người muốn ngay từ đầu thời điểm những người đó còn sẽ cố kỵ một ít nhưng là không mấy ngày liền toàn bộ bại lộ từng người lòng muông dạ thú mà cổ um tùm tại đây một hồi tranh đấu bên trong tự nhiên cũng là ăn hết xương cốt rốt cuộc nàng mất đi phụ thân cùng ca ca phù hộ liền cái gì đều không phải huống chi nàng trước kia chính là không thiếu đắc tội với người trước mắt những người đó toàn bộ đều lục tục bắt đầu tính sổ nàng này một tháng thời gian quá so quá khứ mười mấy năm đều phải gian nan vì thế luân phiên vài lần đà kích lúc sau nàng chẳng những không có học được khom lưng cúi đầu ngược lại là càng thêm tức giận trong lòng cũng vẫn luôn không chịu tin tưởng chính mình cha cùng ca ca sẽ thật sự chết ở nơi đó liền lần lượt hướng bên này chạy như vậy nhiều người đều ra tới trong đó còn có rất nhiều đều là không bằng phụ thân cùng ca ca nàng không tin bọn họ cứ như vậy chết ở bên trong huống hồ nhìn đến làng lãng đám người vẫn luôn đang chờ đợi phượng mặc ra tới cũng ở một mức độ nào đó tăng lớn nàng trong lòng hư ảo vọng tưởng lúc này đây nàng sau so một tháng trước kiêu ngạo nàng chật vật không ít nhưng là kia sợi kiêu ngạo sức mạnh vẫn như cũ là không có thu liễm nhìn đến lăng lãng một đám người còn ở nơi này nàng bị người khi dễ oán giận trong khoảnh khắc liền áp không được nàng kỳ thật trong lòng đã không ôm cái gì hy vọng tâm tình không tốt tự nhiên cũng không nghĩ muốn người khác tâm tình hào huống chi những người này vẫn là cùng nàng phụ thân cùng ca ca có thù oán nói không chừng ở quỷ vực bên trong chính là bởi vì bọn họ nàng phụ thân cùng ca ca mới không có ra tới vì thế, vừa lên tới, nàng liền cười lạnh một tiếng, mở miệng không tốt. Lặng lãng không có gì tâm tư để ý tới nàng, thần sắc chưa biến, như là không nghe thấy. Nhạc tiểu đường nhẫn nhịn, cũng không nói gì thêm, quyền đương nàng điên rồi. Đến nỗi những cái đó hắc y nhân, càng là không để trong lòng nhi. Bọn họ duy nhất sẽ để ý người. Hiện tại đang ở kia quỷ vực bên trong đâu thấy chính mình nói lại là không có khiến cho bất luận cái gì phản ứng, nàng trong lòng càng thêm oán hận, trong khoảng thời gian này cha tấn, đã làm nàng từ lúc bắt đầu đường hoàng làm can. Trở nên âm trầm oán giận không ít. Lúc này nàng xem những người này, một cái so một cái chán ghét. Một cái so một cái đáng chết. Chớp mắt nàng đó là dừng lại bước chân, nhưng là trong miệng tốt ra nói, lại là thập phần ác độc. Các người ở chỗ này chờ một trăm năm, cũng là vô dụng kia phượng mặc sớm đã chết ở bên trong ha ha hắn khẳng định đã sớm ở bên trong chết triệt triệt để để không bao giờ sẽ ra tới lời này tức khắc làm lăng lãng ánh mắt trầm xuống dưới hắn trong lòng tuy rằng đối này điên nữ nhân không có gì phản ứng nhưng là lại phi thường không muốn nghe đến như vậy nguyên rùa cho dù là một câu cũng không được nhạc tiểu đường sắc mặt cũng đã là thập phần khó coi, nàng quay đầu, đôi mắt như là tôi băng giống nhau, nhìn chằm chằm cổ um tùm, nắm tay nắm chặt ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Cổ um tùm nghe vậy, lại là có chút quỷ dị cười. Ta nói cái gì, ta chỉ là nói lời nói thật thôi. Cái kia phượng mặc khẳng định là chết ở bên trong. Ha, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều không biết sao. Tất cả mọi người đi rồi. Chỉ có các ngươi ở chỗ này chờ ước chừng hơn một tháng nàng cười nhẹ một tiếng, lại là mang theo vài phần dài hận giống nhau. Chỉ sợ các ngươi cũng không biết, bên ngoài người đều kêu các ngươi ngu xuẩn đi. Ha 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 ha. Trong thiên hạ, như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn người? Rõ ràng biết kết giới đã đóng cửa, cư nhiên còn ở nơi này chờ đợi hơn một tháng. Nghe nàng tiếng cười, cùng với kỳ trương có chút chật vật trên mặt bừa bãi dung sắc nhạc tiểu đường trong lòng vừa động. Nàng đã điên rồi, lặng lãng lạnh băng mở miệng liên tiếp đả kích đối cổ um tùm như vậy từ nhỏ sống trong nhung lụa người mà nói quả thực là xét đánh giữa trời quang. Nàng sớm đã vô pháp thừa nhận lúc này đã là kề bên hỏng mất bên cạnh. Bất quá, dù cho như thế, lằng lãng cũng không có mảy may buông tha nàng ý tứ. Nàng nói những lời này đó thật sự đã cũng đủ nàng chết một trăm lần. Cổ um tùm nghe được hắn nói chính mình điên rồi, lập tức thần sắc âm trầm xuống dưới, ngươi mới điên rồi. Các ngươi đều điên rồi kia phượng mặc bất quá bốn sao linh tông ở bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ hừ các ngươi còn không biết đi với già người sớm nói sớm biết rằng các ngươi như vậy rác rưởi khẳng định sẽ không lựa chọn cùng các ngươi hợp tác càng thêm sẽ không đem danh ngạch cho các ngươi nếu không chết chính là các ngươi mà không phải bọn họ thiếu ra cổ um tùm nói nghiến răng nghiến lợi đem kia thần thái ngữ khí học cái mười thành mười liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể biết được khẳng định là nàng thấy được với ra người ta nói lời nói tình hình. Nhạc tiểu đường lập tức trong cơn giận dữ, bọn họ cư nhiên dám nói như vậy. Bọn họ nơi nào có mặt nói nói như vậy. Nếu không phải phượng mặc kia vu phong chỉ sợ sớm đã đã chết. Liền kia hắc tháp đều ra không được. Hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi trách tội bọn họ. Làng lãng mặt mày trầm xuống, dừng một chút lại là bỗng nhiên cười này cười, lại là làm nguyên bản kiêu ngạo si cuồng cổ um tùm đánh cái dùng mình, nhịn không được nhắm lại miệng. Lăng lãng quay đầu nhìn về phía kia kết giới. Hết thảy, đều chờ hắn ra tới lại nói. Cổ um tùm không cam lòng nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên vài phần ngoan độc rồi sau đó ở mỗ một cái nháy mắt đột nhiên nhào hướng nhạc tiểu đường. Khí thế sắc bén tàn nhẫn, lại là muốn nhạc tiểu đường mệnh. Lăng lãng thần sắc bất động rồi sau đó trong khoảnh khắc ra tay một bên đem nhạc tiểu đường kéo đến một bên, một bên từ trong tay chém ra chói mắt linh lực. Cổ um tùm nơi nào là đối thủ của hắn, bất quá là một cái đối mặt, đó là đột nhiên phun ra một búng máu tùy tới. Nhưng mà khi cuối cùng vẫn như cũ gắt gao nhìn qua âm trầm ánh mắt lại là đột nhiên hiện lên vài phần quỷ dị ý cười. Làng lãng trong lòng đột nhiên trầm xuống, ha ha ha, các ngươi không chết tử tế được, các ngươi không chết tử tế được cổ um tùm hô một câu đó là đã hung hăng ngã trên mặt đất trên mặt đất kéo ra một đạo thật dài vết máu đầu một oai đó là tắt thở chỉ là cặp mắt kia lại là trước sau không có nhắm lại tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ cùng với một tia dài hận ý cười nhìn lang lãng lang lãng lại là đã không rảnh lo nàng lập tức quay đầu lại nhưng mà chính là giờ khắc này công phu lại là không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra tới vô số hắc ảnh toàn bộ đều là hướng về phía nhạc tiểu đường mà đi. Nhạc tiểu đường quanh thân theo bản năng nổi lên một cổ hàn ý, bị lăng lãng kéo một chút vẫn chưa để ý, nhưng là lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm. Liền phát giác đã có vô số người chính hướng về phía chính mình mà đến. Khí thế kinh người, nghiễm nhiên là tính toán giết nàng. Mà đằng trước một cái, nàng nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra tới. Là ngươi. Người nọ không tránh không tránh, lại là âm trầm cười, rồi sau đó bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ. Đột nhiên chém ra một trường, trực tiếp nghiền áp mà đến. Người này rõ ràng là ngày đó nghênh đón vô phong người kia. Những người này là ai, muốn làm cái gì, lại rõ ràng bất quá. Này một cái chớp mắt lăng lãng cũng đã nghĩ thông suốt vô số khớp xương. Thiếu gia đã chết các ngươi dựa vào cái gì tồn tại. Lăng lãng cười lạnh một tiếng. Những người này là cảm thấy vu phong đã chết cho nên cũng không quen nhìn bọn họ tồn tại yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc quyết định ra tay đi. Bất quá, bọn họ hiển nhiên là cùng cổ um tùm liên thủ, làm có chút điên khùng cổ um tùm rời đi bọn họ lực chú ý, rồi sau đó toàn diện công kích nhạc tiểu đường. Bởi vì bọn họ cũng biết muốn giết bọn họ hai cái là không quá dễ dàng, nhưng là nếu là tập trung lực lượng giết nhạc tiểu đường, tự nhiên là đơn giản rất nhiều. Như vậy, cũng coi như là báo thù. Nhạc tiểu đường không nghĩ tới những người này như vậy vô sỉ, lập tức liền rút ra chính mình trên người đại đao, hung hăng chém đi ra ngoài. Kia đại đao ước chừng có bàn tay chi khoan, hơn nữa chiều dài ước chừng có nàng nửa cái thân thể thoạt nhìn thập phần trầm trọng rõ ràng là hung hãn nam nhân mới có thể dùng vũ khí. Nhưng là nàng lúc này chém ra, động tác lại giống như cử trọng nhược khinh, thậm chí có thể nói nước chảy mây trôi, mà đây cũng là nàng thang cấp lúc sau, lần đầu tiên chính thức chiến đấu tự nhiên thập phần dụng tâm, thậm chí bởi vì liên lụy tới phượng mặc mà trở nên có chút liều mạng. Làng lãng lập tức liền phải bôn qua đi, một bàn tay đã vận sức chờ phát động, phía trước người kia là tam tinh linh tông, nàng khẳng định ứng phó không tới. Nhìn trước mắt bỗng nhiên phát sinh một màn, làng lãng tức khắc sừng sốt, động tác cũng dừng một chút, không biết hay không nên tiếp tục. Mà dư lại người nhìn, cũng đều như là bị định trụ giống nhau, ngơ ngác nhìn, không biết nên nói cái gì chỉ có nhạc tiểu đường, thở phì phò, đầy mặt túc sát thậm chí là hung ác. Đôi tay nắm chui đau, tựa hồ còn không biết chính mình này một đau, rốt cuộc có như thế nào uy lực. Kia viên bị bổ một nửa đầu người, gập gành lan đến nàng bên chân. Nàng cúi đầu vừa thấy, tựa hồ cũng có chút sững sờ, rồi sau đó. Lại là không chút do dự một chân dẫm lên đi làm ngươi nói phượng mặc nói bậy. Ta dẫm chết ngươi. Kia nửa viên đầu người, nháy mắt thảm không nỡ nhìn. Lăng lãng bỗng nhiên cảm thấy chính mình lo lắng giống như có điểm dư thừa. Trước mắt cái này dơ đại đao, lập tức chém rớt một cái linh tông đầu lại vẫn như cũ không có gì cảm giác nữ tử, dáng người rõ ràng xinh xắn lanh lợi như thế nào liền. Thành hình dáng này, nói tốt nhược nhược cửu tinh linh tông đâu. Này một cái chớp mắt lăng lãng cảm thấy chính mình giống như biết vì cái gì nha đầu này có thể cùng phượng mặc quan hệ tốt như vậy đại khái vật họp theo loài bất quá hắn vẫn là nhanh chóng tiến lên chắn nàng trước người mà dư lại người lúc này cũng rốt cuộc hoàn hồn trong lòng sợ hãi nhìn bọn họ hai người lại là nhịn không được muốn lui về phía sau nguyên bản cho rằng kia nha đầu là cái dễ đối phó không nghĩ tới thế nhưng cũng tảng đến sâu như vậy làng lãng cảnh giác nhìn rồi sau đó vẫn là nhịn không được thấp giọng hỏi nói ngươi thật sự chỉ là cửu tinh linh tông hỏi xong hắn liền hối hận nàng vẫn là hắn nhìn thang cấp không phải sao. Bất quá nhà ai cửu tinh linh tông, có lực lượng như vậy. Ổn chuẩn tàn nhẫn, quả thực không cho người sống. Nhà kiểu đường chớp chớp mắt, bọn họ đều nói ta cùng cha ta rất giống. Phía trước không phải không ta cơ hội ra tay sao. Làng lãng không hề truy cứu, sợ chính mình một hơi bị sặc tử, nhìn về phía đối diện rõ ràng đã bắt đầu sinh lưu ý mọi người, lại là lạnh lùng cười. Không phải muốn giết chúng ta sao? đến đây đi không người nhúc nhích vừa dứt lời những người đó trầm mặc hai giây đó là bỗng nhiên về phía sau triệt hồi như là thương lượng hảo giống nhau này hai mươi mấy người người lại là phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng mà đi như vậy một khi tách ra làng lãng cùng nhạc tiểu đường hai người căn bản không có biện pháp một đám chảo trở về mà kia mấy cái hắc y nhân làng lãng biết loại này việc nhỏ bọn họ vẫn là không lười đi để ý làng lãng đang định ra đại chiêu lại bỗng nhiên phát hiện những cái đó đã chạy đi một khoảng cách người lại là bỗng nhiên ngừng lại không không phải ngừng lại ngược lại như là bị cái gì lực lượng trói buộc giống nhau những người đó đều không ngoại lệ toàn bộ đều là một bộ thống khổ không thôi bộ dáng dãy rủa nhưng là trên người lại như là có vô hình gông xiềng đưa bọn họ gắt gao vây khốn hơn nữa càng là dãy rủa bọn họ tao ngộ thống khổ liền càng là kịch liệt làng lãng phát hiện đã có mấy cái trên người bắt đầu dần dần chảy ra huyết tới. Nhạc tiểu đường ngơ ngác nhìn, rồi sau đó nói, ngươi thật là lợi hại. Làng lãng có điểm cứng đờ nói, ta còn không có ra tay đâu. Hai người lập tức lẫn nhau nhìn thoáng qua, nháy mắt từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau suy đoán. Chẳng lẽ là tiểu đường người hiện tại ra tay vẫn là lực huyết tinh nếu là từ trung gian chặt bỏ lại nhiều một phân lực đạo liền có thể đem hắn chia đều thành hai nửa không đến mức như vậy khó coi một đạo hơi có chút quạnh quẽ thanh âm bỗng nhiên truyền đến thanh âm kia ngữ khí nhàn nhạt lại là mang theo vài phần trêu chọc chi ý đem chuyện như vậy bình đạm nói ra phảng phất là ở thảo luận hôm nay thời tiết không tồi nhưng mà ở đây mọi người nghe thế thanh âm lại là đồng thời kích động lên nhạc tiểu đường lập tức quay đầu lại kích động không thôi, phượng mặc. Lẳng lãng cũng nắm chặt nắm tay, tim đập lại là có chút mau. Mà kia mấy cái hắc y nhân, cũng là không biết khi nào đứng lên. Đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm kia kết giới. Kia kết giới nguyên bản là trong suốt mà bình tĩnh, mà lúc này lại như là bị đầu hạ một cục đá mặt hồ, nổi lên hơi hơi gợn sóng. Một đảo tinh tế cao dài thân ảnh, bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện nghĩ tới rất nhiều lần phượng mặc xuất hiện thời điểm sẽ là bộ dáng gì nhưng là đương thấy như vậy một màn thời điểm mọi người cũng vẫn như cũ là đồng thời thất thanh lúc này ánh mặt trời vừa lúc sáng người ánh sáng dừng ở người nọ trên người lại phảng phất cũng trở nên ảm đạm không ít duy độc người nọ rõ ràng là chậm rãi mà đến lại mang theo một cổ không thể miêu tả khí thế cùng tôn quý làm nhân tâm sinh rung động mà kia ánh sáng cũng xa xa không bằng người nọ quanh thân tự mang khí tràng một thân tươi đẹp minh liệt hồng y, tay áo biên thêu màu đen vân vân, bên hông chỉ là một cái màu đỏ đai lưng một bó, giản lược đến cực điểm. Lại phát họa ra một cổ tử không gì sánh được thanh tuyển tuyệt luôn. Người nọ bước chân thong thả, lang không mặt đến, đi bước một tựa hồ đạp ở người trong lòng, từng cái, đó là sinh ra vô hạn phong hoa. Nàng ra thịt tựa hồ trở nên càng oánh nhuận trắng nõn một ít. Nhìn thế nhưng như là sẽ sáng lên ngọc giống nhau, làm người không rời được mắt một đôi mặt ngọc giống nhau đôi mắt thâm trầm yên tĩnh, phảng phất bao quát vô số bí mật sâu không lường được rồi lại trong suốt thuần túy. Nàng vai trái, có một đoàn màu trắng, theo nàng đi lại, ngoan ngoãn ngồi sồm nơi đó, trước mắt sùng bái. Vì nàng quanh thân quạnh quẽ khí chất thêm vài phần ấm áp, rõ ràng là mâu thuẫn. Ở trên người nàng lại phá lệ hài hòa. Nhìn thấy mấy người ngốc lăng bộ dáng, nàng nhẹ nhàng cười, môi đỏ hơi câu, đó là phong hoa lỗi lạc, không thể miêu tả nếu muốn sát tự nhiên muốn sạch sẽ lưu loát, giống như vậy. Nói, nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích thế nhưng như là có vô hình sợi tơ giống nhau, những cái đó đang ở gắt gao dễ dụa mọi người, bỗng nhiên đồng thời thất thanh. Rồi sau đó thân thể toàn bộ bị vô số lực lượng phân cách thành vô số khối. Bất quá là chớp mắt thời gian, cũng đã kết thúc hơn nữa mỗi người đều đều, chỉnh chỉnh tề tề. Trên mặt đất phảng phất đã từng có cỗ máy giết người nghiền áp mà qua. Nàng đạm cười nói bọn họ nếu muốn cướp muốn sát tự nhiên không cần lưu tình như thế mới xinh đẹp